Xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh xây dựng vlog. Hôm nay em tiếp tục chia sẻ nha các bác. Chiếc cầu thang này là chiếc cầu thang mâm 3 vế nha. Đây. Ê, bọn em đã đóng và làm sắt đã đổ xong. Dưới đây đi lên là 3 bậc để cái mâm. Đây, cầu thang này là vẽ là đến cái mâm, đổ cái mâm là xây ra là bậc thứ 3 nữa. Đây. Cầu thang dài rộng 1 mét. Đấy. Cầu thang này rộng 1 mét nha, dưới đây đi lên là 3 bậc. Đấy. Cái mâm này xẻ 3. Có nhiều cái cổ này. Xẻ 3. Đây cổ này cao tới 62 phân. Đấy. Rồi đi tiếp 6 bậc nữa. Rồi lên đến cái chung nghỉ này. Cái chung nghỉ mâm trên. Thì mâm trên nó cũng xẻ 3. Cái đồng thời thì nó xẻ 3 thì đồng thời nó cũng rất chi là cao. Đây. Đấy. Anh em thấy không? Rất chi là cao. Thì anh em mình đã đổ làm quá trình đóng làm sắt và đã đổ bê tông. Câu này. Hôm nay mình sẽ review cho anh em xem. Nhưng mà cầu này thì anh em mình chỉ có thi công thôi. Anh em mình không có vẽ nha các bạn. Vẽ là bên kỹ sư người ta vẽ. Đấy. Anh mình rất thi công. Thì cũng chiếc cầu thang như thế này. Cái này sắt hai lớp chứ. Đà đóm chỉnh mình ha. Sắt hai lớp. Đấy. Thì mình sẽ dẫn tới anh em qua bên cái phần mà anh em đã xây để cho anh em biết rõ hơn. Đấy. Đây. Đây cái phần cầu thang đã xây nhé các bạn. Thì các bạn nhìn này, cái bê tông này. À, dưới lên đến cái 3 bậc. 3 bậc các bạn nhìn 3 bậc là nó bằng với cái chiếu nghỉ luôn. Cái chiếu nghỉ cái bậc thứ 3 là nó bằng nhau. Thì nếu mà anh em mình mà đóng là bậc cái chiếu nghỉ là bậc thứ 4, còn bậc thứ 3 là vẫn ăn ở ngoài cái bê tông thì cái nhìn vô thì cái chiếu nghỉ nó không có dày. Đấy, cái thứ nhất, cái thứ hai đó là mình đóng xẻ 3 thì mình đóng không có lòi cục bê tông này ra 10 phân. Mà anh em mình sẽ đóng đổ tấn bậc đổ luôn cái khúc bê tông này. Để cho cái độ xéo nó đẹp hơn. Nên các bạn nhìn. Cái lúc mà các bạn hoàn thiện lên thì nó sẽ tròi cái cục này ra. Đấy, tròi cái cục bê tông này ra nhìn rất chi là xấu. À, thì đây là quá trình anh em mình đã hoàn thiện và xây nhá các bạn. Đây các bạn nhìn. Nhìn ở bên này vô thì bạn nhìn thấy này. Nguyên giống như một cái bức tường. Bạn thấy không? Giống như một cái bức tường xây của anh em thợ hồ đã xây. Anh em mình đi lên trên quay xuống cho các bạn xem nha. Đấy, các bạn tham khảo. Ai có ý định xây nhà thì tham khảo trước khi người ta bản vẽ người ta vẽ ra. Các bạn nhớ xem kỹ tí, bởi vì nếu mà người ta vẽ như thế này lúc mà mình thi công xong cái cầu thang rất chi là xấu, nó dày xấu. Bây giờ mình sẽ quay lại cho các bạn xem ha, nó dày xấu như thế này. Đây, thì các bạn thấy không? Nhìn trên xuống thì cái ô cầu thang này rất chi là đẹp đấy. Thì cả bên này nữa. Đây. Bên này cũng một cái. Thì tất cả ở cái dự án này là cầu thang nó đều giống như nhau hết. Đây là cái ô cầu thang thì mình sẽ chia sẻ luôn cho các bạn này. Cái ô cầu thang này là hình chữ L nhé.
dưới là chữ U nhưng mà lên trên là chữ L. Đây, từ đây bên này qua bên đó là 2m2. Đóng cầu thang này là rộng 1m, gom xẻ 3. Từ cái ô này qua ô này là 36, 26. Đấy, người ta đóng ăn đua ra ngoài cái cây cột này là 10 phân. Đấy, mình quay rõ cho anh em luôn. Đây là ăn đua ra cái cột này là 10 phân. Nha. Đây là hình thức là kiểu cầu thang này là cho cái không gian nhà rất rộng, rộng rãi và thoải mái. Không gian nhà này là 4m rưỡi. Đây, bây giờ anh em mình qua. Đây là bên phần đã hoàn thiện đá hoa cương, này còn gọi là đá granite, thì các bạn nhìn này. Đấy, cái lúc lên cái phần thô này rất chi là dày. Phần thô thì nó móng nó đẹp nhưng mà vô phần hoàn thiện rất dày, các bạn thấy không? Đấy, kinh khủng không? Dày không? Đấy, đây đây, mình đang nói cái chỗ này đua ra, các bạn thấy không? À. Thế các bạn nhìn lên là thấy giống như mà là 1m mấy à. À. Rất chi là cao, tới 1m mấy luôn. Này đã hoàn thiện đá granite, còn gọi là đá hoa cương. Để xong chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Đây, căn nhà này là một toilet này, một phòng khách và một phòng ngủ này. Trên đây là hai phòng ngủ, một phòng thờ. Đấy, trên này là hai phòng ngủ, một phòng thờ nha. Đây là một phòng thờ. Phòng thờ này chắc 1m rưỡi thôi. Cái phòng ngủ này. Đây là chi tiết cầu thang. Trên nhìn xuống thì đá rất đẹp, nhưng mà dưới nhìn lên thì nó hơi dày. Đấy. Đấy, ở dưới đây là một phòng bự, một toilet này. Cái này là chỗ này là một cái bếp nhưng mà chưa lắp, ở ra ngoài đó là phòng khách.